Định hướng nghề nghiệp và thay đổi phương thức đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực để đạt mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được cho là bài toán và cũng là yêu cầu then chốt. Mô hình khách sạn thực hành cho sinh viên ngành du lịch đầu tiên tại Hà Nội vừa chính thức đi vào hoạt động tại phố Trần Phú, quận Hà Đông, có thể được coi là một bước tiến mới trong việc tạo lập môi trường cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với công việc thực tế thay vì chỉ học chay lý thuyết. Xây dựng khách sạn thực hành cho sinh viên là mong muốn của tất cả các trường đào tạo du lịch, song Hà Nội là một trong số ít địa phương có trường đại học làm được điều này. Làm lễ tân, buồng phòng, học trên thực tế nên sinh viên nào cũng hào hứng. Với cách học này, chỉ ngay từ năm thứ nhất, nhiều sinh viên khoa du lịch của trường Đại học Đại Nam đã được trang bị đầy đủ kỹ năng để có thể bắt tay ngay vào công việc thực tế. Nếu thực sự chỉ học lý thuyết suông ở trên lớp thì thực sự là rất là nhàm chán. Chúng ta phải bắt tay và thực hành thì mới có niềm đam mê về công việc được ạ. Trước khi tìm hiểu về cái ngành này và trước khi học tập và làm việc tại đây thì em chưa từng nghĩ là dọn một cái buồng nó lại cần nhiều bước và công đoạn đến như thế. Các em nên vừa được học lý thuyết và được học thực tế ngay tại chỗ. Tôi nghĩ là kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Các em học xong, các em vào chỗ tôi hầu như không làm được việc ngay. Và chúng tôi đào tạo lại ít nhất tối thiểu là 10 ngày chúng tôi đào tạo. Sau đó thì chúng tôi sát hạch thì có những em theo được và có những em không theo được. Chất lượng nguồn nhân lực có vẻ như không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam. Theo số liệu mới nhất vừa được công bố, 45% nhà tuyển dụng toàn cầu đang gặp khó khăn khi tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao, con số cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Và lý do chính yếu vẫn là do sinh viên thiếu kinh nghiệm thực tế. Với sự tăng trưởng ngày càng cao, năm nay du lịch là ngành được nhiều sinh viên lựa chọn xét tuyển đại học cao đẳng. Song làm thế nào để cải thiện được tình trạng nhiều sinh viên du lịch ra trường, nhưng ngành du lịch nước ta vẫn luôn trong tình trạng khát nhân lực là yêu cầu được đặt ra. Cơ sở vật chất tăng lên như vậy đòi hỏi phải có cái nguồn nhân lực để đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ chất lượng dịch vụ ngày càng cao của khách du lịch. Đối với sinh viên thì ngoài các kiến thức về lý thuyết thì đòi hỏi về cái kỹ năng thực hành, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp rất là cao. Nhà trường xây dựng cái khách sạn này là khách sạn thật, khách sạn để thực hành chứ không phải là mô hình. Các em được đến đây thực tế chỉ tay bắt việc, từng việc một để cho các em biết được cái công việc của mình từ cái lý thuyết đến thực hành thì nó như thế nào và tiếp xúc ngay được với những cái tình huống cụ thể để sau này ra trường là các em đã trải qua hết rồi. Sáng học lý thuyết, buổi chiều sinh viên Đại học Đại Nam có thể thực hành tại chính khách sạn của trường mình. Như vậy sau ngành y, sinh viên ngành du lịch của nước ta đã được đào tạo gắn lý luận với thực tiễn. Đây được coi là yêu cầu bắt buộc bởi muốn phát triển ngành du lịch Việt Nam đồng nghĩa với việc phải phát triển được đội ngũ nguồn nhân lực đạt chuẩn.